Về đi bắt sâu ba miêu, rất là nhiều sâu ba miêu. Sơ sơ bắt lúc sâu ba miêu là nó có độc. Và kinh đại trưởng thuốc dùng ngoài và cũng có thể ở trong trường hợp nhất định có thể dùng được bên trong, lưu lượng từ 0,02 gram đến 0,4 gram. Cái này thì Việt Nam Mỹ dùng đa số là Trung Quốc dùng nhiều. Đây là một cái bài thuốc của cổ truyền những vị thầy thuốc ngày xưa với cách dùng. Ngày nay mà y học cổ truyền hiện đại, y học hiện đại theo lĩnh cái vực Đông y thì hầu như không sử dụng đến sâu ban miêu mà chỉ dùng để gây phòng độc. Cái này có tác dụng là tiêu diệt một số tế bào, ức chế vào một số tế bào, ức chế và tiêu diệt. Và các cái dạng không tập hợp được một số cái đấy, sâu ăn rất là nhiều. Đây, vừa đậu là em không phun thuốc sâu. Đây là vừa dược liệu của công ty, hiện tại bây giờ là đang tưới. Tất cả toàn bộ đây là dược liệu hết, trồng đậu chủ yếu là lấy sâu thôi, không phun thuốc cho nên là dùng để lấy sâu. Nhưng mà số lượng nhiều quá dùng không hết. Đây, bày lung tung rồi. Vo ve. Và chỉ cần đi đi lại lại một vòng ở đây thôi là cũng rất là nhiều. Đấy, bày lung tung vo ve vo ve. Mỗi ngày bắt thì cũng phải được nửa cân. Nhưng mà chỉ có duy nhất ở khu em không phun thuốc thì mới có tồn tại được cái loại này. Bay rất nhiều như ong vỡ tổ. Người ta trồng đậu thì lấy trái, mình trồng đậu là chỉ có để lấy sâu. Đấy, đấy, bay để vo ve, vo ve này. Bay lung tung rồi. Nhìn khắp nơi trên bầu trời bây giờ nó bay mù mịt. Đấy, bắt đi bắt lại mà vẫn cứ còn. Ở đây trồng là 4 khu vực để thu hoạch ban miêu. Đằng kia bắt rồi và lại thấy nó còn. Thôi thế rồi, còn mai lại ra. Ai rồi. Bệnh nhân thì vẫn còn đang nằm ở nhà châm cứu, giải cái rỗi trong cái lúc chờ đợi tháo châm mình chạy ra ngoài làm tí. Trời hôm nay nó lâm thâm, nó không đắng thì ra bắt được, chiều nó to ra gại vỡ đầu. Đấy, bày vào vào về vỗ được con. Thôi không bắt nữa. Nhìn vào trong luống chỗ đạo thấy nó bay. Đây. Và bây giờ là đậu không phun thuốc thì mới có. Bắt tươi sống luôn. Đấy, đi được trước nó lại bay vo ve được sau. Nó cứ như trêu người không muốn cho mình về.
chia là bốn khu vực, cứ đi hết khu vực này ra khu vực khác. Thôi không bán được quá nhiều rồi. Cả một năm thu hoạch được có một vụ bao nhiêu là hết. Thôi, quyết định đi về. Ra khóa nước tới vườn thuốc. Quyết định dừng lại tới đây. Đây là những cây thuốc gia truyền. Thì đi lên cái lúa khu vực đậu trên này. Úi giời, vừa bắt ở đây xong rồi. Nó để đậu nhân nhạn nhân nhạn. Cho nó bay bớt đi. Bắt đi bắt lại và chả bao giờ hết. Nhưng khi nào mà đậu này nó tàn đi thì sâu nó cũng bay đi nơi khác. Nó sẽ chán, không ở nữa, hết đồ ăn. Hết đồ ăn là các anh chàng rủ nhau đi hết. Là một năm chỉ có một vụ, mỗi vụ thì may ra thì được 2 cân, được không phải được 1 cân. Đã, bắt rồi lại còn đây. Các bác nên nhớ nếu mà các bác xác định trồng đậu và để mà ăn ý, thì không có con này đâu. Bởi vì trồng đậu ăn thì phải phun thuốc, không thuốc thì sẽ không có ăn. Đây là trồng đậu để bẫy sâu. Chán rồi, không dám đi ra khu vực kia nữa. Ra đấy nhiều quá, bệnh nhân ở nhà đợi sốt ruột. Ở đấy. Đây. Đấy là còn bay vo ve vo ve. Vo ve. Mua bắt nữa thế nào? Nhưng mà nó quá nhiều. Bào chế con này rất là công phu. Bào chế công phu và không biết cách sử dụng, không biết bào chế thì sẽ gây cổ độc, rối loạn cương dương và tiêu chảy. Tiêu chảy cấp tính luôn. Ngoài ra lại còn bị thêm nữa là đau bụng quằn quại dữ dội không chịu được. Liều dùng cho dù rất nhỏ. Ngày đầu chưa được truyền bài này thì đây là vườn dược liệu. Bạch môn, câu ghi tử, thỏ ti tử, khổ sâm, đinh lăng, thiên lương kiện, rau diều đỏ, kim tuyệt thảo, khôi nhung, chi tử, tam lăng, rất là nhiều. Rau diều đỏ và một cây gia truyền không thể nói tên được. Đây là những toàn là những cây thuốc quý. Ở đây là cây bồ kết tạo giác thích, đỗ trọng, tạp thất nhiều và rất nhiều. Đây là hoàng liên, hoàn ngọc, cây sòi,
Ở khu vực trên kia thì mảnh cộng và đây là những cây gia truyền. Trồng sao đậu để bẫy sâu nó về khu vực thành một khu để cho nó đỡ phá hoại cây thuốc. Đấy, bắt ở khu này đầu tiên thì bây giờ nó lại về nhau nhau về đây, bay bay về đây hết. Nhiều quá là nhiều, bắt không thể xuể được. Thôi rơi rồi. Cái bọn này thì cứ để ăn bắt vào lúc 8 giờ thì nó để yên cho mình bắt. Bởi vì sáng ngủ dậy, bọn này nó thức, nó ngủ đêm. 7 giờ bắt đầu chúng ra sáng. Nó ăn thì phải để cho nó thật no, cho nó tức bụng lên nó không bay được. Ra bắt thì sợ nó ăn no nó chỉ có rơi đất. Nó có bay lên nó chỉ bay 1-2 mét rồi nó lại phải đậu ngay. Ăn lắm thì bội thực. Đấy. Đấy, cái đách bay được. Thôi, đách bắt cơ này nữa. Hôm nay không bắt thì mai ta lại bắt. Thế này cũng đã là quá nhiều. Đấy, lại có một con nữa. Tôi sẽ bay lúng tung, vèo vèo. Thôi, xin chào các bác. Các bác nào mà muốn học kinh nghiệm sử dụng soil view thì đến đây chữa một số chứng ung thư, nhưng mà chỉ về các cái hệ trên cơ trơn, dạ dày, ruột, đại tràng, tiểu trường. Ngoài ra thì như sách của Đỗ Tất Lợi và sách của vị gì đấy nãy về soil view, nhưng mà thực ra ấy, các sách đấy ấy, các ông ấy là chỉ học lại ghi lại những cái bài của Trung Quốc, nhưng mà nó thiếu rất là nhiều, nó giống nghề, nó chỉ cho dùng ngoài da thôi, và phương pháp bào chế mà sao tẩm với gạo nếp cũng chỉ là một phần thôi, không hết được độc tố, cho nên chỉ được phép dùng ngoài da với cái cách sử dụng như thế. Nhưng trong kinh nghiệm dân gian của Việt Nam ta thì sử dụng rất là lâu rồi. Bây giờ là cho hôm đấy nữa à, đủ rồi, dùng bãi thoại rồi. Chỗ này phải khô đi chắc được lạ hay lạ thấy nhau chè chúc có gì rõ. Để làm thuốc thì nó vô giá trị. Bán thì nhiều người hỏi mua giá 2 triệu mới lại 2 triệu rưỡi một cân. Nói thật là không đủ để cái tiền bán đỗ. Mà khi mà Trung Quốc nó mua về một cân, nó có thể chữa cho được khoảng 200 bệnh nhân. Mà dùng cái này chữa vào những cái bệnh hiểm nghèo thì 200 bệnh nhân mỗi một ca tối thiểu phải tầm 15 đến 20 triệu. Thì thử hỏi xem với cái giá như thế và với cái sử dụng cái vị thuốc như này người Việt Nam có nên bán hay không. Cái khổ nỗi cái là người Việt Nam chưa chú trọng đến đông y nhiều, cái gì cũng ra tây y, xong đến lúc mà gấp quái chết rồi bó tay rồi thì mới tìm đến phương pháp đông y. Thì cái lúc đấy độc nó đã tích tụ sẵn ở trong gan và thận rồi, rất là khó để xử lý. Độc là do các loại thuốc, các loại phóng xạ, các loại hóa chất. Nó nằm ở trong gan, trong thận, rồi gây suy thận, suy gan, mất khả năng phục hồi tế bào gan,
gọi là cái hiện tượng gan mất bù và chết. Quay ra đâu bi thì muộn rồi, chào các bác nhá.